Bạn có biết về câu chuyện tình yêu giữa nàng công nữ Việt Nam và chàng thương nhân Nhật Bản vào đầu thế kỷ 17 không? Biển cuồng nộ dậy sóng, thế giới đang trong thời đại khám phá. Công nữ Ngọc Hoa của Việt Nam và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro đã gặp nhau trên một con thuyền lênh đênh giữa đại dương nối liền hai quốc gia. Hai người được định mệnh dẫn lối. Không biết từ khi nào họ đã phải lòng nhau và kết duyên vợ chồng. Chúa Nguyễn dù trước đó đã phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng sự quyết tâm gắn kết của cả hai đã khiến người lay động, và Chúa cũng bằng lòng ban hôn chúc phúc cho họ. Cuối cùng cũng đã đến một đất nước xa lạ. Nàng công nữ được tiếp đón nồng hậu tại thành phố Nagasaki của Nhật Bản. Thế nhưng trong lúc cả hai đang tràn đầy hạnh phúc, thì cơn sóng của thời đại đã ập đến, khiến họ không thể kháng cự. Và rồi vận mệnh của hai người sẽ ra sao? Một câu chuyện tình yêu có thật vượt lên cả sự khác biệt về quốc gia và giai cấp. Mối lương duyên giữa Việt Nam và Nhật Bản có từ 400 năm trước, này sẽ được tái hiện lại thông qua vở opera. Những nghệ sĩ soloist tài năng của Việt Nam và Nhật Bản sẽ thể hiện vai công nữ Anio và Araki Sotaro theo hình thức double cast. Double cast vai công nữ Anio, Đào Tố Loan. Vai công nữ Anio, người đầu tiên là Đào Tố Loan, giọng ca soprano mang phong thái của một ngôi sao hàng đầu, vừa có trí tuệ, vừa có nhân cách. Cô đã thể hiện sự quyết tâm và phẩm chất của một công nữ bằng năng lực của bản thân và thái độ đối với nghệ thuật. Một nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ là người dẫn đầu trong giới opera Việt Nam. Double cast vai công nữ Anio, Bùi Thị Trang, giọng ca soprano tài sắc vẹn toàn. Một ca sĩ tuyệt vời, có sự cao quý của một nàng công nữ cùng nét dễ thương của một thiếu nữ, có thể mê hoặc mọi người bằng giọng hát chắc chắn đầy mạnh mẽ. Double cast vai Araki Sotaro, Kobori Yusuke, giọng ca tenor thu hút khán giả bằng kỹ thuật vững vàng và giọng hát đẹp lộng lẫy. Một ca sĩ có diễn xuất tuyệt vời, người sẽ thể hiện được một cách tự nhiên một Sotaro với tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, đôi khi lại có sự bẽn lẽn e thẹn của một chàng trai trẻ. Double cast vai Araki Sotaro, Yamamoto Kohei, giọng ca tenor thu hút khán giả bằng sự trong trẻo, âm vang đầy chất trữ tình. Một ca sĩ có thể dẫn dắt sân khấu với sự hiện diện của một Sotaro có khả năng lãnh đạo, có ý chí mạnh mẽ như một võ sĩ samurai, lại vừa tốt bụng và có lòng bao dung. Đội ngũ sản xuất tập hợp các chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản ra mắt tác phẩm opera nguyên bản đầy ấn tượng, lấy mô típ câu chuyện có thật vào 400 năm trước. Buổi diễn ra mắt vào tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Với sự tham gia của các ca sĩ opera đại diện cho Việt Nam và Nhật Bản. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý khán giả.